Xin kính chào các quý vị. Hôm nay tôi rất vinh hạnh được đến đây chia sẻ với các quý vị về một chủ đề mà một cái chủ đề chúng ta gặp rất rất nhiều trong cuộc sống, đó là các bệnh lý về xương khớp và đặc biệt đấy là bệnh thoái hóa khớp. Đi vào nội dung chính, tôi xin tự giới thiệu, tôi là thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên trưởng khoa nội bệnh viện Tự Tính, Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam. Bây giờ tôi chia sẻ với các quý vị về cái chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là bệnh lý về xương khớp và chú trọng ở đây là bệnh thoái hóa khớp. Như chúng ta đã biết, trong cuộc sống tại sao chúng ta khi chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng thấy có người phàn nàn là tôi bị đau khớp chỗ nọ, tôi bị đau lưng chỗ kia, có người thì bảo tôi bị đau vai gáy. Thế nhưng đấy nó chỉ là một cái triệu chứng mà do rất nhiều các cái nguyên nhân bệnh lý khác nhau. Hiện nay chúng ta thấy là bệnh lý xương khớp rất là phổ biến trong cộng đồng của chúng ta, phải không ạ? Và cái tỷ lệ mà chúng ta gặp nhiều nhất đấy là cái bệnh lý về thoái hóa xương khớp. Thế thì khi ta nói về thoái hóa xương khớp ở đây, tôi có thể có một cái con số thống kê nhỏ nhỏ như thế này. Cho đến thời điểm này thì người ta đã tổng kết được là đối với những người mà khoảng 30 tuổi thì cái tỷ lệ bệnh lý thoái hóa chiếm 35%. 65% chiếm ở những người ở tầm tuổi độ tuổi 60 và 85% là độ tuổi từ 70-80 trở lên. Như vậy chúng ta thấy là tuổi càng cao thì cái tỷ lệ bệnh thoái hóa xương khớp càng lớn. Đó là điều đương nhiên bởi vì nó là quy luật sinh lão bệnh tử. Và khi chúng ta bước vào cái tuổi trung niên thì bắt đầu cái quá trình lão hóa của mọi tế bào nói chung cũng như bệnh lão hóa của cái tế bào xương khớp nói riêng, phải không ạ? Thế thì cái quá trình lão hóa đó nó cứ diễn ra từng ngày, từng giờ, từng phút một và chúng ta không thể ngăn cản được cái quá trình đó vì đó là quy luật tự nhiên. Và khi ta nói đến bệnh lý của thoái hóa xương khớp thì trước hết tôi xin chia sẻ với các quý vị về tại sao chúng ta lại bị cái bệnh đó. Tức là tôi muốn nói về đến cái nguyên nhân gây nên cái bệnh thoái hóa xương khớp. Nguyên nhân thứ nhất ta phải kể đến đấy là vấn đề tuổi tác. Thường là cái bệnh này chúng ta gặp ở tuổi trung niên trở lên. Khi mà cái quá trình lão hóa của các tế bào xảy ra thì tại các cái ổ khớp, tại các cái khớp, cái quá trình lão hóa về tế bào sụn cũng như là tế bào xương bắt đầu xảy ra hàng ngày. Và khi mà các cái tế bào sụn đó nó cứ bị thoái hóa và nó cứ mất dần đi, nó bị bào mòn đi và cuối cùng là để lại là cái lớp sụn rất là mỏng, thậm chí là hết cái lớp sụn đó tạo thành là hai cái đầu xương của khớp cứ liên tục va chạm vào nhau, đặc biệt khi chúng ta vận động. Vì thế mà chúng ta thấy rằng thoái hóa khớp, bệnh lý có biểu hiện triệu chứng chính đấy là rất là đau khi chúng ta vận động. Nguyên nhân thứ hai ta phải kể đến đây, trực có thể nói đây là trực tiếp là hay ở những các cái người mà có cái tình trạng thừa cân béo phì. Bởi vì chúng ta biết là cái hệ xương của chúng ta là một cái khung để nâng đỡ toàn bộ cơ thể, nhất là hai khớp gối và cột sống. Khi mà chúng ta thừa cân thì chúng ta đã phải bắt cái cột sống của chúng ta, bắt cái hai cái khớp gối của chúng ta phải chịu đựng một cái lực quá sức đối với cái sự chịu đựng sinh học của nó. Vì thế mà ở những người thừa cân béo phì là cái sự thoái hóa khớp nó đến rất là nhanh và thậm chí rất là sớm. Và những các cái nguyên nhân khác như là do cái chế độ ăn, hoặc là chế độ ăn mà trong một cái quá trình chúng ta để thiếu các cái khoáng chất, ví dụ như canxi hay là magie chẳng hạn, kẽm chẳng hạn, thì là khi chúng ta có một cái tình trạng là để thiếu các cái khoáng chất đó kéo dài thì dẫn tới là cái khớp nó thiếu cái sự dinh dưỡng, thiếu cái sự chắc khỏe, cho nên nó thúc đẩy cái quá trình lão hóa rất là nhanh. Và ngoài ra thì những các cái yếu tố thuận lợi khác cũng có thể gây nên cái bệnh lý thoái hóa, như là chúng ta phải lao động quá là nặng nhọc, quá là vất vả và chúng ta phải mang vác, luôn luôn phải mang vác nặng, thì nó cũng làm ảnh hưởng đến các cái xương và cái hệ xương khớp của chúng ta. Hoặc là ở những các người mà lười vận động quá thì cũng không tốt rồi. Khi chúng ta lười vận động thì cái sự thúc đẩy, cái sự tuần hoàn khí huyết trong kinh mạch cũng không tốt, cho nên cũng dẫn tới cái tình trạng mà thoái hóa khớp cũng rất là nhanh. Và một cái yếu tố nữa chúng ta cũng không thể bỏ qua được, đấy là yếu tố về tinh thần. Khi mà chúng ta không tạo cho mình có một cái cuộc sống tinh thần thư thái mà hay rơi vào cái tình trạng căng thẳng, stress thì cũng là một cái yếu tố thuận lợi thúc đẩy cái sự thoái hóa
của các cái hệ xương khớp cũng như là các bệnh lý khác. Thì đó là những các cái nguyên nhân cũng như là các yếu tố thuận lợi để gây nên cái bệnh lý thoái hóa khớp. Thế thì làm thế nào để ta biết là chúng ta bị thoái hóa xương khớp? Bởi vì nói về bệnh của xương khớp thì rất là nhiều, nào là thoái hóa khớp đứng đầu bảng, sau đó là bệnh viêm khớp dạng cấp và những các cái bệnh lý về xương khớp khác. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được rằng là chúng ta đang bị cái bệnh lý về thoái hóa khớp? Trước đây khi ta nói rằng là bệnh lý về thoái hóa khớp thì thường là ở tuổi trung niên. Tuổi trung niên tức là phải 40 tuổi trở ra. Nhưng xin thưa các quý vị, ngày nay người ta thấy là cái bệnh lý đó nó càng ngày càng trẻ hóa dần đi. Có những người bệnh nhân đã đến hỏi tôi rằng là: "Bác ơi, bác cháu 26 tuổi mà cháu bị đau khớp, khi cháu đi khám, khi đi chụp phim đà thì đã được chẩn đoán là thoái hóa khớp rồi, có đúng không ạ?" Có người thì bảo cháu bị thoái hóa cột sống, có đúng không ạ? Vâng, xin thưa, thực ra là có cái tình trạng như vậy. Như vừa rồi, nếu như chúng ta mắc phải một số các cái nguyên nhân tương như vừa rồi tôi vừa chia sẻ thì rất có thể chúng ta cũng bị gặp cái tình trạng bị thoái hóa sớm, phải không ạ? Thế thì làm thế nào để chúng ta biết được? Thì sau đây tôi sẽ nói một số các cái chứng trạng chính để khi chúng ta nhận diện được là mình bị thoái hóa khớp. Thứ nhất là chúng ta thấy rất là đau các cái khớp. Có người thì bảo là tôi bị đau lưng lắm. Có người thì bảo tôi bị đau gáy lắm. Có người thì bảo là tôi bị đau hai khớp gối. Có người thì đau khớp háng, vân vân. Nhưng cái đau đấy là một cái triệu chứng chung và triệu chứng chủ yếu để chúng ta nhận biết đấy là chúng ta đang bị bệnh khớp. Nhưng trong cái bệnh lý của thoái hóa khớp thì cái đau này nó liên quan đến cái sự vận động. Khi chúng ta vận động thì chúng ta thấy đau tăng lên. Chúng ta nghỉ ngơi thì chúng ta đỡ. Thì đấy chính là cái đau do thoái hóa. Nó khác với những các cái đau khác. Thế thì khi chúng ta vận động, tại sao như vậy? Là bởi vì hai cái đầu xương nó cứ cọ sát trực tiếp vào nhau. Thế cho nên chúng ta vận động thì có sự di chuyển giữa hai cái đầu xương, thế nó cọ vào nhau, thế là rất là đau. Đúng không? Cái thứ hai là khi mà chúng ta bị thoái hóa như thế, đau như thế thì rất hạn chế vận động. Nhẹ thì chúng ta còn cố gắng để chúng ta vận động được, chúng ta còn đi lại được, chúng ta còn cầm nắm được. Nhưng nếu như ở giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì chúng ta sẽ rất khó khăn trong vấn đề vận động, phải không ạ? Đó, đau tăng khi vận động, hoặc là chúng ta trèo cầu thang, leo cầu thang, đi lên hoặc đặc biệt là đi xuống cầu thang rất khó khăn. Đấy là cái đau. Cái triệu chứng liên quan đến cái bệnh lý xương khớp, thoái hóa xương khớp này là chúng ta còn thấy là đau các cái tổ chức ở quanh khớp. Tức là chúng ta có thể đau các cái dây chằng, đau các cái phần gân bám vào các cái đầu xương. Và cũng chính vì cái điều này mà chúng ta thấy khi chúng ta di chuyển cũng rất là khó khăn. Chúng ta co duỗi rất khó, đặc biệt khi chúng ta ngủ dậy một cái thời gian dài mấy tiếng đồng hồ trong ngày chúng ta không vận động thì chúng ta co duỗi cảm thấy rất khó, và người ta gọi đấy là hiện tượng cứng khớp buổi sáng. Rồi các cái triệu chứng khác nữa như là làm cho mình rất là đau lưng, rất là đau vai gáy là bởi vì khi mà chúng ta bị thoái hóa cột sống thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự dẫn truyền của thần kinh ngoại biên, là do thoái hóa và nó chèn cái thần kinh ngoại biên đi ra tứ chi. Cho nên chúng ta thấy ngoài cái sự đau nhức thì còn có hiện tượng tê bì nữa, và đau lan tỏa ra chi, hai chi trên và chi dưới, phải không ạ? Rồi có những các cái tình trạng là chúng ta thấy là có cái biểu hiện khi mà khám, khi chúng ta tự chúng ta đặt tay vào cái hai khớp gối, chúng ta co duỗi thì chúng ta thấy nó cứ lạo xạo như chúng ta nắm vào một cái nắm sỏi, người ta gọi đấy là hiện tượng lạo xạo khớp. Và nặng nữa tức là nó sẽ có các cái phản ứng viêm thì nó làm cho cái tăng tiết cái dịch ở bao hoạt dịch, và người ta gọi đấy là hiện tượng tràn dịch khớp gối, và như vậy nó rất là nặng rồi. Thì đấy, tất cả những các cái chứng trạng đó là có trong bệnh lý thoái hóa xương khớp. Thế thì khi mà chúng ta được chẩn đoán là thoái hóa xương khớp, đấy là các cái chứng trạng mà chúng ta nhận biết là chủ đề mà cái người ta gọi là cái triệu chứng chủ quan. Khi chúng ta nhận diện được nó và để khẳng định một cách chắc chắn, chúng ta đi chụp một số các cái hình ảnh như hình ảnh X quang chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy nếu như ở giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì chúng ta thấy rất rõ cái hình ảnh của thoái hóa.
đấy. Cái hình ảnh thoái hóa có thể là làm cái tế bào xương nó bị mất đi, lớp sụn bị mất đi, phải không ạ? Rồi có khi lại còn có gai xương hoặc là cái gai đốt sống, vân vân, hoặc là xẹp đốt sống. Để chúng ta thấy tất cả khi đã có những các đầy đủ chứng trạng đó thì chúng ta chẩn đoán chắc chắn là thoái hóa xương khớp. Vậy thì khi chúng ta bị thoái hóa xương khớp thì chúng ta phải làm cái gì đây ạ? Chúng ta phải có giải pháp, chúng ta phải chữa trị và chúng ta phải phòng bệnh. Thế thì hiện nay á, điều trị về thoái hóa khớp, thoái hóa xương khớp nói chung thì chúng ta thấy là người ta có thể điều trị bằng y học hiện đại và người ta có thể kết điều trị bằng y học cổ truyền, hoặc là kết hợp điều trị bằng y học hiện đại cũng như là bằng y học cổ truyền. Đối với học hiện đại thì chúng ta chỉ biết là dùng khi nó đau quá, chúng ta dùng cái thuốc giảm đau theo cơ chế thần kinh hoặc cơ chế ngoại biên, và cộng với lại cái việc mà dùng các cái hoạt chất để mà tăng cường cái dinh dưỡng cho xương khớp và tăng cường cái sự tái tạo cái xương khớp mà đã bị mất đi. Còn đối với y học cổ truyền thì ngoài cái chuyện là chúng ta phải chữa ngọn, tức là nếu như đau thì giúp cho người bệnh bớt cái sự đau đớn đi, nếu mà khó vận động thì giúp cho người bệnh tăng cường được cái chức năng vận động, tăng cường chức năng vận động. Và ngoài ra thì chúng ta phải chữa vào gốc, bởi vì đối với học cổ truyền thì thoái hóa là do chức năng của tạng thận không được tốt, cho nên thiếu cái sự nuôi dưỡng xương khớp làm cho bị thoái hóa như vậy. Người ta co duỗi nó khó khăn, nó cứng, vận động nó khó khăn là do cái tạng can nó không dưỡng được cân, cho nên là cái sự vận động nó bị hạn chế. Cho nên y học cổ truyền có cái ưu điểm là như vậy, chữa bệnh tại gốc và chữa cả ngọn nữa. Thế thì khi mà chúng ta kết hợp được hai cái phương pháp đó lại với nhau thì quá tuyệt vời, phải không ạ? Mà chúng ta hiểu rằng bệnh thoái hóa xương khớp là bệnh mạn tính, kéo dài. Có thể nói là chúng ta phải sống cùng với nó, và chúng ta phải cùng với nó để thấy được cái sự diễn biến đó hàng ngày. Cái sự diễn biến đó là, thứ nhất, theo xu hướng tăng dần lên nếu như ta không có sự can thiệp nào cả. Vì tôi nói rồi, đấy là quy luật. Cái sự diễn biến thứ hai là nó theo cái chiều hướng tích cực, tức là chúng ta làm chậm cái quá trình lão hóa đó, và đồng thời là cải thiện được các cái chứng trạng đó, với điều kiện chúng ta phải can thiệp. Bởi vì cái bệnh là mạn tính cho nên chúng ta cũng không thể duy trì liên tục một thời gian dài để dùng thuốc của y học hiện đại được. Mà có những các cái lời khuyên của các chuyên gia là chúng ta nên dùng những các cái sản phẩm được bào chế từ thảo dược. Như tôi vừa chia sẻ, thảo dược ở đây nó có những các cái ưu điểm rất là tuyệt vời, tức là nó chữa bệnh tại gốc cũng như là chữa cả ngọn nữa. Nó tăng cường được cái chức năng của tạng phủ cũng như là cải thiện được cái chức năng của xương khớp. Thế thì đối với Việt Nam chúng ta thì có rất là nhiều các cái vị thảo dược mà chúng ta dùng để mà hỗ trợ điều trị cái bệnh lý về xương khớp. Tôi có thể nói ra đây rất là nhiều, như là hy thiêm, như ngũ gia bì, như đỗ trọng, như cốt thoái bổ, rồi tang ký sinh, nhiều lắm, rất là nhiều. Thế và chúng ta với cái công nghệ rất là phát triển cho nên trên thị trường có rất là nhiều cái sản phẩm mà để hỗ trợ điều trị các bệnh lý về xương khớp. Hôm nay tôi chia sẻ với các quý vị một sản phẩm cũng rất ưu việt đối với bệnh lý về xương khớp. Đó là sản phẩm Green Glucosamine Healthy diệp lục xương khớp. Tại sao tôi lưu ý về cái sản phẩm này? Bởi vì thứ nhất là khi mà trên thị trường xuất hiện cái sản phẩm Green Glucosamine Healthy và diệp lục xương khớp như thế này, tôi đi vào nghiên cứu nó thì tôi thấy rất là hay như thế này. Đối với sản phẩm này thì đây là một sản phẩm bảo vệ sức khỏe và đặc biệt là tác động lên hệ xương khớp rất là tốt. Trong cái thành phần của sản phẩm diệp lục xương khớp này thì tôi lưu ý có hai cái thành phần chính ở đây tôi thấy rất là hay. Thứ nhất là ta có thể nói đến một cái chất diệp lục mà chúng ta biết rằng chất diệp lục nó ở khắp nơi. Trong cái nhóm thực vật, trong cái nhóm rau xanh thì rất là nhiều cái chất diệp lục đó. Và tại sao mà một cái sản phẩm lại mạnh dạn dùng cái chất diệp lục để đưa vào cấu tạo nên cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe về xương khớp như thế này? Bởi vì chúng ta biết diệp lục
là một cái chất rất là giàu các cái chất khoáng, rất là giàu các cái chất dinh dưỡng, và đặc biệt là nó chứa rất nhiều các hoạt chất, nó có cái tác dụng là chống oxy hóa cũng như là trung hòa các cái gốc tự do. Và điều nữa là trong cái diệp lục nó chứa cái hàm lượng magie rất rất là cao. Mà chúng ta biết là magie là một cái thành phần, có thể nói cũng là một cái thành phần vô cùng quan trọng để làm cấu tạo nên cái sụn cũng như là xương, phải không ạ? Thế cho nên khi mà cái quá trình thoái hóa nó diễn ra, như vừa rồi tôi có vừa nói với các quý vị, thì cái lớp sụn nó cứ bào mòn dần đi, và cái tổ chức xương nó cứ mất dần đi các cái tế bào xương, phải không ạ? Cho nên là khi chúng ta phải dùng cái chất diệp lục này thì nó sẽ giúp cho cơ thể cung cấp cho chúng ta cái lượng magie rất là lớn, cũng như là một số cái khoáng chất khác. Từ đó chúng ta có thể nói là khi mà chúng ta dùng cái diệp lục này là nó tăng cường cái dinh dưỡng cho hệ xương và khớp của chúng ta rất là tốt. Nó giúp cho làm cho xương chắc khỏe, rất là tuyệt vời, phải không ạ? Và đồng thời là nó hạ được cái gốc tự do, thì có nghĩa là cái tác nhân gây bệnh nó sẽ lui dần đi. Cho nên cái sự diễn biến về cái bệnh lý thoái hóa nó sẽ chậm dần đi, và nó không làm cho con người ta khó chịu, bởi vì chính cái điều đó nó giúp cho cải thiện được cái chứng trạng đau, cũng như làm cho xương khớp của chúng ta chắc và khỏe hơn, cho nên cải thiện được cái chức năng vận động của xương khớp rất là tốt. Trong sản phẩm bảo vệ sức khỏe Green Glucosamine Healthy diệp lục xương khớp, ngoài hai cái thành phần chính đó là diệp lục và glucosamine, thì còn có cái sự kết hợp một số cái thảo dược như ngũ gia bì, dây đau xương, đỗ trọng. Và tôi muốn nói với các quý vị là đây là những vị thảo dược mà có tác dụng bổ thận mạnh tốt, và có tác dụng là thông kinh hoạt lạc, và có tác dụng là loại trừ phong thấp. Cho nên cái sự kết hợp tất cả các vị thảo dược này cùng với chất diệp lục, cùng với glucosamine, nó tạo nên một cái sản phẩm có cái ưu việt rất là lớn, đấy là bổ can thận, bổ khí huyết, thông kinh hoạt lạc, và tăng cường cái chức năng của xương khớp. Cho nên là khi chúng ta dùng chất diệp lục này thì nó sẽ giúp cho cơ thể cung cấp cho chúng ta cái lượng magie rất là lớn, cũng như là một số cái khoáng chất khác. Từ đó chúng ta có thể nói là khi mà chúng ta dùng cái diệp lục này là nó tăng cường cái dinh dưỡng cho hệ xương và khớp của chúng ta rất là tốt. Nó giúp cho làm cho xương chắc khỏe, rất là tuyệt vời, phải không ạ? Và đồng thời là nó hạ được cái gốc tự do, thì có nghĩa là cái tác nhân gây bệnh nó sẽ lui dần đi. Cho nên cái sự diễn biến về cái bệnh lý thoái hóa nó sẽ chậm dần đi, và nó không làm cho con người ta khó chịu, bởi vì chính cái điều đó nó giúp cho cải thiện được cái chứng trạng đau, cũng như làm cho xương khớp của chúng ta chắc và khỏe hơn, cho nên cải thiện được cái chức năng vận động của xương khớp rất là tốt. Trong cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe Green Glucosamine Healthy diệp lục xương khớp này, nó còn có chứa cái sự kết hợp với glucosamine. Mà chúng ta biết glucosamine là một cái chất đường tự nhiên, nó có cái công dụng là tái tạo được cái tế bào sụn khớp đã mất đi. Nó tăng cường giúp cho cái khớp để tăng tiết cái dịch khớp. Cho nên khi chúng ta vận động thì nó không có bị đau nhức, và đồng thời nó dinh dưỡng cho khớp, cho xương rất là tốt. Và khi chúng ta sử dụng glucosamine thì ngoài cái chuyện nó dinh dưỡng, nó làm tái tạo sụn khớp, làm cho cái khớp của chúng ta chắc, xương chắc khỏe, thì nó giúp cho là làm giảm được các cái triệu chứng như là triệu chứng đau chẳng hạn, cũng như là cái sự co rút chẳng hạn, rất là tuyệt vời. Tôi rất lưu ý cái sự kết hợp giữa cái chất diệp lục và glucosamine, có thể nói đấy là một cái sự tổng thể, đấy có thể nói đây là những các cái chủ vị của cái sản phẩm diệp lục xương khớp này. Từ cái việc mà tôi phân tích cái tác dụng của các thành phần chính trong diệp lục xương khớp, thì chúng ta thấy là cái công dụng của cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe Green Glucosamine Healthy diệp lục xương khớp này là gì? Đó là nó hỗ trợ cho cái việc tái tạo sụn khớp, nó cung cấp dinh dưỡng cho hệ xương khớp. Vì thế mà nó làm tăng cường cái sự tiết các cái dịch nhờn của ổ khớp, và vì thế cho nên nó có công dụng hỗ trợ làm giảm đau, hỗ trợ tăng cường cái chức năng vận động
của những các cái khớp mà đã bị thoái hóa. Đó, thế thì khi ta nói đến cái công dụng này thì chúng ta lưu ý, vậy thì ai là những người có thể sử dụng được cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe diệp lục xương khớp này? Và rõ ràng